kênh YouTube Nhật VN Farm xin kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Nhật VN xin chia sẻ cho các bạn biết một cái quy trình là nhân giống cây mận tâm hoa nha các bạn. Thì hôm nay Nhật hiện tại là Nhật đang cho đất vào trong cái bọc như thế này. Thì trong cái bọc này thì có thành phần là dinh dưỡng nữa nha các bạn. Đó là thuốc kích rễ nha các bạn. Còn đây hiện tại là Nhật đang phanh cái vỏ của cái cây mận nha các bạn. Thì trước khi các bạn muốn chiết nhánh thì các bạn nên phanh cái vùng da để mình ngắt cái phần dinh dưỡng và nước. Thì chúng ta tiến hành chúng ta cắt như thế này. Giống như chúng ta cắt đứt cái mạch dẫn, cái mạch dinh dưỡng của cái cây các bạn. Thì khi các bạn cắt như thế này, các bạn cố gắng là phải cạo hết cái phần da của cái vỏ cây nha các bạn. Và Nhật sẽ tiến hành cắt cái bọc ni lông này ra. Thì Nhật sẽ đưa một bên như thế này và Nhật ôm vào nha các bạn. Và tiến hành lấy dây buộc chặt lại. Thì các bạn phải cố gắng buộc cho chặt nha các bạn, để cho nó bám ở trên cái cây như thế này. Tại vì chúng ta có thể là duy trì khoảng một tháng mấy ngày nha các bạn. Nếu các bạn buộc không chặt thì nó sẽ lỏng và nó sụp xịt, thì lúc đó nó sẽ đứt cái rễ cây nha các bạn. Nó bị lắc tới lắc luôn, nó sẽ bị đứt cái rễ cây. Thành ra các bạn buộc phải cho chặt và cố định lại. Thì cái quá trình này các bạn buộc xong, các bạn giữ tầm khoảng một tháng. Thì nó cũng tùy theo cái sức khỏe của cái cây nữa nha các bạn. Nếu cái cây mà nó khỏe thì các bạn có thể để một tháng. Hoặc cái cây nó suy yếu dinh dưỡng thì các bạn có thể để là khoảng một tháng mấy ngày. Thì trong quá trình này các bạn nên kiểm tra. Các bạn có thể bổ sung nước và dinh dưỡng vào cái bầu này nha các bạn. Thì hiện tại đây là cái bầu được một tháng nha các bạn. Cái bầu này Nhật làm được một tháng, bây giờ nó ra rễ rất là nhiều nha các bạn. Và Nhật tiến hành, Nhật cắt cái phần bầu này để đem đi trồng nha các bạn. Thì các bạn khi tháo ra các bạn lưu ý là đừng có làm xoay cái bầu nha các bạn. Nếu mà xoay thì nó sẽ bị đứt cái phần rễ nối liền với cái thân cây nha các bạn. Và các bạn để ý khi nào mà cái rễ cây mà nó chuyển sang màu vàng đó các bạn, nó hơi ngà ngà màu tối á, thì lúc đó là rễ nó đã già thì các bạn có thể đem đi trồng. Còn nếu mà rễ non quá thì các bạn không nên cắt nha các bạn. Thì cái rễ già thì nó có thể là tỷ lệ cho trồng á các bạn, nó sống đạt đó, tỷ lệ nó cao hơn là rễ non nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không, rễ nó hơi vàng vàng hơi. Còn đây là một cái bầu tiếp theo nha các bạn. Thì cái cây mận này Nhật trồng mới có 6 tháng rồi các bạn. Nhưng mà những cái phần nhánh ở dưới á, đúng ra là mình chiết bỏ bớt, nhưng mà thấy uổng đó các bạn, nên Nhật nhân giống thêm 3 cây. Thành ra là mấy cái phần nhánh dưới này là Nhật tiến hành là chiết cành nha các bạn, để cho nó ra rễ và Nhật nhân giống á các bạn. Thì cái bầu này cũng rễ rất là nhiều nha các bạn. Thì các bạn lưu ý là đừng có làm bể cái bầu đất nha các bạn. Thì đây là cái giống mận tam hoa nha các bạn. Mận này là cái trái nó màu xanh, ăn nó thơm hơn cái mận An Phước rất là nhiều. Nó có cái mùi thơm của mận các bạn nhiều hơn. Thì đây là hai bầu nha các bạn, ra rễ rất là nhiều rồi. Thì Nhật tiến hành là đem đi trồng, nhưng mà Nhật trồng ở trong cái chậu nha các bạn. Tại vì lúc này cái cây nó chưa có đủ cái sức đề kháng mạnh, thành ra là Nhật phải trồng ở trong cái chậu. Sau đó Nhật để ở trong mát nha các bạn. Nhật để ở trong mát và Nhật để tầm khoảng 30 ngày nữa, để cho rễ mới nó ra với lại cái cây nó khỏe các bạn, rồi Nhật mới đem ra vườn trồng. Thì cái phần đất mà Nhật thêm vào đó, nó là cái phần
thành phần của nó là sơ dừa với lại cho cháu và đắc thịt nha các bạn. Thì các bạn cũng lưu ý là không nên để đắc không nha các bạn. Nếu để đắc không thì cái gợi nó sẽ khó mà phát triển nha các bạn. Nó phải có sơ dừa để tạo cái độ mà tơi xốp với các bạn. Thì mình để trong mát tầm khoảng 30 ngày và mình cũng tưới nước thường thường nha các bạn. Nhưng mà cái giai đoạn khoảng 15 ngày là các bạn nên tưới thuốc kích gãy với các bạn. Những cái thuốc kích gãy mà hàm lượng hữu cơ các bạn tưới vào. Chứ hiện tại các bạn đang trồng giống như Nhật hiện tại đang làm thì không nên tưới vào sớm nha các bạn. Để tầm khoảng 15 ngày các bạn hãy tưới vào. Thì các bạn lưu ý là khi tháo ra đừng làm bị bởi cái bào đất nha các bạn. Nếu bởi cái bào đất là nó tỷ lệ nó sống thấp hơn nha các bạn. Trong các loại cây, cây nào cũng vậy nha các bạn. Thì đối với cái dòng mặn, cây mặn thì nó cần cái lượng nước cũng khá là nhiều so với mấy cây khác nha các bạn. Thành ra các bạn là cũng nên tưới nước thường thường nữa. Tầm khoảng 2 ngày là các bạn tưới một lần. Còn đây là Nhật sẽ chiết bớt nhánh nha các bạn. Tại vì nếu mà ở trên cái thân cây á, thì nó được cái thân cây mẹ cung cấp dinh dưỡng rất là nhiều. Thành ra mình cắt ngang á, thì nó sẽ bị thiếu hụt dinh dưỡng. Thành ra là nó không đủ để nuôi cái thân với nhánh. Thành ra là Nhật phải cắt bỏ bớt cái đọt ở trên để cho cái cây nó tích tụ cái dinh dưỡng lại với các bạn. Thì sau khi trồng thì Nhật tiến hành là tưới nước nha các bạn. Thì các bạn thấy video bổ ích thì thương tình cũng như là ủng hộ Nhật đăng ký kênh, ủng hộ Nhật nha các bạn, để Nhật làm nhiều cái video tương tự tiếp theo để cho các bạn xem nha. Thì kênh của mình là Nhật VN Farm nha các bạn. Còn đây là một cái bầu thứ ba nha bạn. Thì cái bầu này cũng là gửi rất là nhiều. Thì Nhật làm tới 3 bầu lận nha các bạn. Thì video đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Các bạn thương tình cũng như là giúp đỡ Nhật đăng ký kênh ủng hộ Nhật nha các bạn. Thì hẹn các bạn video tiếp theo nha các bạn. Xin tạm biệt các bạn.